Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 họp triển khai tổ chức lễ khai mạc và các môn thi đấu. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 sẽ diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 4 tại sân vận động PVF, huyện Văn Giang với quy mô trên 4.000 người tham dự. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật có tựa đề Học sinh Hưng Yên vươn lên chinh phục đỉnh cao tri thức gồm 3 chương. Hội khỏe tổ chức 7 môn thi đấu. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc cơ bản đã hoàn tất. Việc lập dự án tái định cư đã và đang được huyện Tiền Lữ tích cực triển khai song trùng nhiều phần việc nhằm đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan qua địa bàn. Các bước rà soát kiểm đếm tài sản trên đất và cây cối hoa màu đối với 15 hộ dân có đất thổ cư và nhà ở đã được triển khai. Bên cạnh đó là xã Minh Phượng thường xuyên tổ chức họp dân lấy ý kiến trong triển khai phương án hỗ trợ đền bù và tái định cư. Với việc 100% diện tích đất nông nghiệp đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, hiện huyện Tiên Lữ đang triển khai theo chỉ đạo chung của tỉnh đối với các hộ dân có nhà diện giải tỏa theo chủ trương chỗ ở mới sẽ bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ. Để đảm bảo tiến độ thi công đường DH20, thời gian qua trên 50 hộ dân thôn Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã tự giác tháo dỡ công trình phụ tường bao của gia đình để làm đường giao thông. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã quyết định đầu tư hơn 20 tỷ đồng làm đường DH20, trong đó tuyến đường sẽ được giải áp phan có chiều rộng khoảng 7 mét, lề hai bên mỗi bên 1 mét. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã vận động được trên 50 hộ dân dọc hai bên đường tự giác phá tường bao các công trình phụ của gia đình để bàn giao cho đơn vị thi công. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vừa phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên, VNPT Hưng Yên đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình Thắp sáng tài năng xứ Nhãn năm 2024. Năm 2024, chương trình tiếp tục được sản xuất 17 số với 12 số vòng loại, 4 số vòng bán kết và 1 số vòng chung kết. Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2024, thu ghi số đầu tiên Thắp sáng tài năng xứ Nhãn là sân chơi truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo VNPT Hưng Yên tổ chức giúp các em học sinh thể hiện sự hiểu biết, kiến thức, phát triển các kỹ năng. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, tại nhà xưởng của anh Nguyễn Đình Bình ở cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã xảy ra hỏa hoạn, diện tích cháy khoảng 200 m². Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh, Công an huyện Văn Lâm đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương tiến hành các biện pháp chữa cháy. Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Chuyển sang những thông tin trong nước. Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế đã có 98,9% cửa hàng xăng dầu trên cả nước tuân thủ quy định xuất cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng theo từng lần bán hàng, cơ bản về đích trước thời hạn chót. Đến ngày 28 tháng 3, cả nước đã có 15.762 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Cục Thuế các địa phương báo cáo, phấn đấu đến ngày 31 tháng 3, cơ bản thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương cũng đã có công văn yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường kiểm tra tiến độ thực hiện quy định về xuất cấp hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định. Hiện nay, ổ dịch sởi đang có dấu hiệu bùng phát tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với 12 trường hợp mắc bệnh. Dịch sởi xuất hiện từ ngày 6 tháng 3 năm 2024 trên địa bàn thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ có 6 trường hợp nổi phát ban, sau đó được đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế. Các bệnh nhân đều có biểu hiện sốt, ho nhiều, mắt đỏ, chảy nước mắt, nước mũi, nổi phát ban. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay đã lây lan và có hơn 10 trường hợp mắc sởi. Ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền trong các trường học và trong nhân dân có các biện pháp để ngăn chặn dịch sởi lây lan. Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ, trung tâm cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai, người đã cấp cứu ngoại viện nhanh chóng ép tim, cứu du khách ngừng tuần hoàn trong quán ăn ở Đà Nẵng. Trước đó, trên mạng xã hội
Xuất hiện clip về một nữ điều dưỡng cấp cứu trường hợp nam du khách bị ngừng tim đột ngột tại một nhà hàng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nạn nhân là người quốc tịch Ấn Độ, điều dưỡng hạ đi du lịch Đà Nẵng và có mặt tại nhà hàng lúc đó. Chị đã nhanh chóng tiếp cận kiểm tra mạch cảnh và ép tim cho du khách người Ấn Độ. Hành động kịp thời này đã giúp du khách người Ấn Độ thoát khỏi cơn nguy kịch. Tối qua 29 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa Du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 nhằm quảng bá các giá trị về văn hóa du lịch và ẩm thực với quy mô, tầm cỡ quốc tế, với nhiều nước tham dự như Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tham dự lễ hội có 65 gian hàng, trong đó có 22 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước, 17 gian hàng ẩm thực đại diện một số quốc gia như Trung Quốc, Azerbaijan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, cùng các gian hàng giới thiệu ẩm thực và quảng bá văn hóa du lịch đến từ 11 huyện, thành phố của Hà Giang. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Samanman-Fry đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này. Theo cáo trạng, Samanman-Fry đã chuyển bất hợp pháp hàng tỷ đô la Mỹ của khách hàng gửi vào FTX sang quỹ phòng hộ Alameda Research, mua tài sản xa xỉ và tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị, gây tổng thiệt hại lên tới 11 tỷ đô la Mỹ. Thẩm phán thành phố New York cho biết, bị cáo Samanman-Fry đã phạm lỗi nhưng hoàn toàn không tỏ ra ăn năn và không thừa nhận vi phạm các luật tài chính. Tuy nhiên, mức án 25 năm tù giam và 3 năm quản thúc vẫn thấp hơn mức 40 đến 50 năm tù giam mà các công tố viên đề nghị. Công ty dược phẩm Kobayashi của Nhật Bản vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây tử vong và các vấn đề về sức khỏe cho người tiêu dùng liên quan đến một số nhãn hàng thực phẩm chức năng của hãng này. Trong khi đó, tiếp tục có thêm một người tử vong vì dùng sản phẩm từ men gạo đỏ. Theo công ty Kobayashi, đến nay đã có 5 trường hợp tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng làm từ men gạo đỏ. Những người này đều từ 70 đến 90 tuổi. Ngoài ra, 114 người phải nhập viện và khoảng 680 người đã nhận được hoặc mong muốn được điều trị ngoại trú vì các triệu chứng nghi ngờ có liên quan tới việc sử dụng thực phẩm chức năng của hãng. Kobayashi cho biết sẽ bồi thường cho các nạn nhân. Kobayashi thừa nhận đã nhận thấy vấn đề tiềm ẩn từ hồi tháng 1 nhưng không công khai vấn đề này cho tới ngày 22 tháng 3 vì gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân. Theo đại diện của công ty, có thể chất gây bệnh có nguồn gốc từ nấm mốc, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được cấu trúc hóa học của loại nấm mốc này. Ngày 28 tháng 3, Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia đã thông qua dự thảo luật đặc khu Jakarta, chính thức chuyển đổi vị thế của Jakarta từ thủ đô quốc gia trở thành một trong những trung tâm phát triển của đất nước vạn đảo. Luật đặc khu Jakarta gồm 12 chương và 73 điều liên quan tới tổ chức hành chính, nhân sự và quy định quản lý của đặc khu Jakarta cũng như các thành phố vệ tinh xung quanh. Với việc thông qua dự luật này, Jakarta không còn là tỉnh đặc khu thủ đô Jakarta mà trở thành tỉnh đặc khu Jakarta. Hội đồng đại diện nhân dân Indonesia khẳng định luật này phù hợp với luật thủ đô quốc gia Nusantara, đưa Nusantara thay thế Jakarta. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Indonesia cho biết luật đặc khu Jakarta phản ánh cam kết của chính phủ đưa Jakarta trở thành đặc khu đẳng cấp thế giới, song song với việc duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Hành tinh của chúng ta đang ngập ngụa trong rác thải. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh như trên ngay khi mở đầu thông điệp nhân ngày quốc tế không rác thải Zero Waste Day 30 tháng 3 năm nay. Lời cảnh tỉnh mạnh mẽ này không chỉ phản ánh thực trạng rác thải đang trở thành gánh nặng khổng lồ đối với trái đất, mà còn nêu bật sự cấp thiết phải hành động để tăng cường quản lý khủng hoảng. Ngày quốc tế không rác thải năm nay nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tăng cường quản lý chất thải trên toàn cầu và tầm quan trọng của các hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng tương lai không rác thải cần phải có sự chung tay của cộng đồng quốc tế, kêu gọi thế giới đoàn kết và nỗ lực đạt được một hiệp ước mang tính ràng buộc về mặt pháp lý để chấm dứt ô nhiễm nhựa, để kết thúc vòng đời của rác thải một lần và mãi mãi. Các dữ liệu công bố cho thấy thế giới đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về rác thải. Mỗi năm các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và nhà cung cấp dịch vụ công cộng tạo ra từ 2,1 đến 2,3 tỷ tấn chất thải rắn đô thị, từ bao bì và đồ điện tử đến nhựa và thực phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.